Đi câu bà mẹ đây. Chị còn ít. Em sai gì đâu.
Mình cái tiền nó lì quá kìa. Thôi cho mình nghĩ xí đau quá. Xỉ xí đâu con, mình nghĩ ông đầu con, mình nghĩ đâu ta. Để anh gọi bóp cà phê đi. Đâu qua đi đeo chị, gió em xíu À, mình biết xỉ đau quá đi. Răng bên kia không hề đau, răng bên kia đau hè. Giá thần kinh bên nó bị đứt rồi răng nó ta. Bỏ tay xuống Chị biết là tại lâu quá rồi. làm nó được Lâu bao đây nhiêu chị tiền nghỉ sinh á, cái chuyện này đi làm á. U mà ăn đau quá. Từ nghỉ xíu là ăn đau quá chịu không nổi. Sức chịu đựng hắn nó bị tụt lại, bữa lòng xô xỉnh rồi một đến tệ đi thật Quay quay. Đúng rồi, hết rồi. Mày nó hơi thú. Sợ uống lặng rồi. Chào bà, mình nhận hai lỗ nữa anh.